Rồi, nghe lên con máy tôi xích nè. Kirit Echo 3201. Dạ bằng. Xài xích chuột. Xích nhỏ lắm. Chuột cờ bà mạnh nè, thấy không? Này mình chưa vệ sinh gì chưa? Hay quay test nổ chạy luôn. Không cũng nói cũng phải thay xe nha các bạn. Chết đi xe rồi mà thay chạy ngon lắm. Độ đi xe nãy nó mặt chích lửa mình độ lên đi xe thường đó hơi nè đó nó ngổ rồi hay ghê không nè đó giật nhẹ thôi mà giật giật cử hơi thôi mà muốn nổ rồi nè. Ghê không? Chế riêng nha. Làm riêng luôn nè, làm trượt luôn nè. Làm dài 3 tấc. Cưa củi rồi chậm luôn. Đó. Máy nè. Này xả bán ghẻ chơi các bạn về cưa nha. Đó, giật nè. Hơi ghê không? Mấy con quỷ về cũ này hơi nó dữ lắm. Đây, ai mua liên hệ nha, giá chi tiết trong phần mô tả. Ai chưa chọn được con máy nghĩ thì nhớ đăng ký kênh và theo dõi chuông thông báo để em lên máy ok rồi chốt nha. À, khách nói anh này chưa có vợ nữa. Rồi ba người.